Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Ngọc Quốc Gia do Tiêu Chiến và Nhật Mẫn đóng chính tung trailer. Tiêu Chiến lên top tìm kiếm vì khóc quá đẹp. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2021, Tencent tổ chức sự kiện Thập Quang Thịnh Điển và Đại hội Chiêu Thương Phim. Trong buổi chiều cùng ngày, nam nữ diễn viên chính của Ngọc Quốc Giao, Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cũng có buổi ra mắt các nhà đầu tư phim và khán giả. Tiêu Chiến cũng không quên mang theo chiếc dù là vũ khí trong phim và cũng như theo Tiêu Chiến nói, nó có thể là một chiếc ô che khi trời mưa. Khoảnh khắc buông dù khiến khán giả phấn khích, tuy nhiên giây phút đẹp đẽ này quá ngắn ngủi khiến ai cũng tiếc nuối. Có thể làm lại lần nữa không? Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng gửi đến khán giả trailer đầu tiên của bộ phim cổ trang Ngọc Quốc Giao, chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt. Ngay sau khi trailer được tung ra, Tiêu Chiến đã lên thẳng top tìm kiếm trên Weibo vì cảnh khóc quá đau buồn nhưng thần thái vẫn đẹp. Tiêu Chiến thủ vai nam chính thời ảnh, là sư phụ của nữ chính và là đại thần quan Cửu Nghi Sơn. Tiêu Chiến sinh năm 1991, hiện tại đang là một trong những nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ sau khi vụt sáng kể từ bộ phim Trần Tình Lệnh. Sức nóng của Tiêu Chiến ngày càng lan tỏa, anh hiện là một trong những mỹ nam cổ trang có lượng fan đông đảo và có những bộ phim có lượt xem cao như Lang Điện Hạ, Đấu La Đại Lục. Đảm nhận vai nữ chính quận chúa Xích Tộc Chu Nhan là nữ diễn viên kém Tiêu Chiến 8 tuổi, Nhậm Mẫn. Nhậm Mẫn là một diễn viên trẻ sinh năm 1999. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty truyền thông Quang Tuyến, cũng là công ty được cho là đứng sau sản xuất Chu Nhan. Dù tuổi còn khá trẻ nhưng diễn xuất của cô gái này được công nhận và được đánh giá khá cao với hai bộ phim Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông và Thanh Bình Nhạc. Ngoài ra trong năm 2019, Nhậm Mẫn đã lấy được nhiều lời khen của khán giả khi tham gia chương trình Diễn viên mời vào chỗ. Khi có thông tin cho rằng Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn tham gia Chu Nhan, fan của cả hai nghệ sĩ đều bày tỏ rất hài lòng đối với đối phương, đánh giá cả hai đều xứng đôi. Theo nguyên tắc, nữ chính là học trò của nam chính nên khoảng cách 8 tuổi giữa Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn được đánh giá khá phù hợp với hình tượng của nhân vật. Trong bộ phim cổ trang Ngọc Cốt Giao, chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan nằm trong kính hệ liệt của tác giả Thương Nguyệt, là phần tiền truyện của kính song thành. Nội dung Ngọc Cốt Giao Chu Nhan xoay quanh hành trình phục quốc của người Không Tang, bên cạnh đó còn là câu chuyện tình ngọt ngào nhưng đầy bi thương giữa quận chúa Xích Tộc Chu Nhan và hoàng thái tử Không Tang thời ảnh. Ngọc Cốt Giao Chu Nhan có tình tiết ngược nam nữ chính thê thảm. Sau bao hiểu lầm chồng chất, nữ chính từng cầm tín vật định tình Ngọc Cốt, tự tay đâm nam chính rồi mà nhận ra tình cảm của mình. Tiêu Chiến thuộc vai nam chính thời ảnh, là sư phụ của nữ chính và là đại thần quan Cửu Nghi Sơn, một vị quan lạnh lùng với những quyết định tàn khốc. Vai nữ chính quận chúa Xích Tộc Chu Nhan, cá tính phóng khoáng mạnh mẽ. Ngọc Cốt Giao hiện vẫn đang trong quá trình khởi quay và dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2022. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.